Thông tin mới vụ cán bộ công an huyện ở Đắk Nông bị cha dượng bắn tử vong. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố người cha dượng cầm súng bắn tử vong con riêng của vợ là cán bộ công an huyện. Ngày 4 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Sĩ Lộc, sinh năm 1958, trú tại xã Đắk Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là con riêng của vợ tên NVH, sinh năm 1987, công tác tại Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Theo cáo trạng, năm 1993, Lộc chung sống như vợ chồng với bà NTX, sinh năm 1959, trú tại xã Đắk Búc So. Thời điểm trên, bà X có 3 người con riêng, trong đó có anh NVH. Ngày 5 tháng 2 năm 2023, bà X nói với Lộc về việc tổ chức nấu ăn tại nhà nhưng Lộc không đồng ý. Tuy nhiên, bà X vẫn tổ chức nấu ăn rồi đưa toàn bộ thức ăn sang nhà người con trai ở cạnh nhà ông Lộc để cùng ăn với các con, cháu. Trước khi ăn, một trong 3 người con riêng của bà X mời Lộc sang ăn cùng nhưng Lộc không sang mà ở nhà uống rượu một mình. Khoảng 19 giờ, Lộc đi bộ sang và chửi bới bà X do nghi ngờ bà X có quan hệ tình cảm với người khác. Vụ việc được mọi người can ngăn nên Lộc đi về nhà và tiếp tục uống rượu. Một lúc sau, Lộc lại đi sang và tiếp tục chửi bà X thấy vậy, anh NVH đứng dậy nói bố mà như vậy thì con không gọi bố nữa. Sau đó, Lộc về nhà, do đang tức giận anh H nên lấy khẩu súng loại vũ khí thể thao để săn bắn. Trong hộp tiếp đạn đã lắp sẵn 9 viên đạn rồi cầm súng sang tìm bắn anh H. Sau khi gặp anh H, Lộc lên đạn, bóp cò bắn trúng vào đầu khiến anh H tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Lộc bị công an bắt để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Lộc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.